Vâng, một lần nữa xin gửi lời chào đến toàn thể quý khách hàng cùng quay trở lại với showroom xe đam mê. Có địa chỉ ở số 175 đường An Định, thành phố Hải Dương và số hotline của bên em là 0935 323333. Vậy thì với những quý anh chị chúng ta đang muốn tìm mua một chiếc xe gầm cao 7 chỗ, quan trọng về cái khả năng vận hành bền bỉ, lành tính, tiết kiệm nhiên liệu cũng như là chi phí vận hành sửa chữa thay thế linh kiện rẻ, có lẽ những sản phẩm đến từ thương hiệu Toyota và nhất là dòng Fortuner có thể nói luôn là một cái lựa chọn hàng đầu cho những ai yêu thích sự bền lành. Vậy thì ngày hôm nay có thể nói cũng khá lâu rồi thì xe đam mê mới cập bến cho các bác chúng ta với một mẫu xe thực sự còn rất chất lượng, đó là một chiếc Fortuner sản xuất năm 2017. Chiếc xe này của em thì cam kết luôn với quý anh chị là xe không đâm xô, không tai nạn, không thủy kích ngập nước. Và các bác hoàn toàn có thể là đem đi check chính hãng hoặc là nhờ thợ đến kiểm tra xe trước khi mà các anh chị chúng ta giao dịch với mẫu xe này. Một chiếc xe với phiên bản động cơ máy dầu 2.4 số sàn 2017 thì các bác có thể thấy là chiếc Fortuner nó đã lột xác hoàn toàn và bước sang một thế hệ form dáng mới. Có thể nói là ở cái thế hệ này thì chiếc xe thực sự có một kiểu dáng thiết kế đẹp mắt, tinh tế và thể thao hơn hẳn so với các cái kiểu dáng form dáng cũ, đúng không ạ? Vậy thì ngày hôm nay với chiếc Fortuner 2017 phiên bản số sàn máy dầu mà còn rất chất lượng này, con số mà bên em đang chào bán chỉ với mức tiền chưa đến 700 triệu thôi các anh chị nhé, chúng ta đã có thể sở hữu cho em với chiếc xe tuyệt đẹp này. Vậy thì chi tiết chất lượng xe ra sao sau quãng thời gian sử dụng thì ngay bây giờ xin mời quý anh chị nhà mình có thể cùng dành một ít phút để theo dõi và đánh giá tổng thể chất lượng này của chiếc xe này giúp em, đúng không ạ? Đầu tiên thì các bác chúng ta hãy cùng em đi ngay vào cái phần đầu xe. Thì các bác có thể thấy sang thế hệ mới này thì chiếc Fortuner có một cái form dáng thiết kế phần đầu khá là mạnh mẽ và nam tính, với những cái đường gân dập nổi trên nắp capo kết hợp với mặt cản ca lăng thì các bác có thể thấy là có 3 thanh nan ngang. Đấy, tạo điểm nhấn và một cái thanh lan dọc đây ạ, họ sơn màu ghi bạc. Đấy, và một cái thiết kế phải nói là rất đẹp mắt. Hệ thống đèn pha ở thế hệ này thì các bác thấy là thiết kế mảnh mai và tinh tế hơn và nó kéo dài dọc theo nắp capo, và xe được trang bị bóng đèn bi với tích tơ rồi. Kết hợp với đó thì nó là bóng đèn xi nhan, là đèn halogen cái gì nhá. Nhưng đây, chất lượng thì các bác có thể nhìn cho em. Đấy, trong vắt như pha lê luôn nhá. Và kể cả những cái đường mép các bác nhìn cho em này. Giữa phần thân xe, phần cản trước nó phải đều thẳng tăm tắp như kẻ chỉ như này. Thì là xe nó không đụng va chạm. Và xung quanh cái viền đèn các bác thấy là cũng không có khe hở này. Và chủ nhân cũ thì rất là cẩn thận khi mà ốp thêm những cái chi tiết nẹp chrome để bảo vệ, tránh cho cái đèn pha trong cái quá trình sử dụng nó để lại vết xước. Và phần đèn gầm bên dưới thì đây. Chiếc xe này là chủ nhân cũ lên cho các bác cái đèn LED siêu sáng bên trong các bác nhá, chứ không phải là đèn bóng đèn halogen như bình thường nữa. Đó, cái này nó sẽ tăng cái khả năng chiếu sáng trong khi mà chúng ta đi ở trời tối. Và các bác có thể ngắm chọn cho em phần đầu chiếc Fortuner form 2017. Rất chất, đúng không ạ? Đây nhá, em quay gần này. Đấy, xe này phải nói là bao zin bao đẹp, chuẩn xịn gia đình, lăn bánh có hơn 8 vạn thôi. Được chưa ạ? Và các bác có thể ngắm nhìn về. Không một tỷ vết. Đấy, những đường mép các bác nhìn này, thẳng tăm tắp như kẻ chỉ nhá. Đấy, phần phía dưới. Đấy, những đường form các bác thấy rất liền lạc, đúng không ạ? Với chiếc xe này thì các bác có thể thấy là nó được trang bị cho chúng ta với một cái bộ la răng phay 17 inch và thiết kế rất cơ bắp. Đặc biệt là cả dàn lốp thì các bác thấy này, chủ vừa thay xong, gai cực kỳ dày nhá. Các chị ta mua này về thì không tốn một đồng nào cả. Đấy, và chúng ta chỉ việc nổ máy là chạy thôi. Động cơ máy dầu 2.4. Trên gương chiếu hậu thì các bác có thể thấy là cái thiết kế thế hệ mới. Nhìn cái gương thôi chúng ta đã thấy nó đẹp rồi. Và có thêm đèn LED định vị xi nhan ở trên này nhá. Đó, và ngoài ra thì đây, các bác có thể ngắm tổng thể cái phần ngoại thất của chiếc Fortuner 2017 màu trắng giúp em này. Rất đẹp luôn. Và tuyệt vời, đúng không ạ? Bậc cửa lên xuống. Và với cái động cơ máy dầu 2.4 và số sàn thì chiếc xe này nó tiêu hao nhiên liệu rơi vào khoảng 7,1 lít xăng cho 1 lít dầu cho 100 km đường hỗn hợp nhá. Đây cái mức tiêu thụ nhiên liệu theo công bố của nhà sản xuất thì các bác nhìn cho em này. Đấy, có 7,1 lít thôi. Còn ngoài đô thị thì 6,2 lít dầu. Con này là nhập khẩu nguyên trước từ Indonesia nhá. Đấy, bản này thì nó là bản nhập khẩu. Được chưa? Và các bác nhìn cho em xe đẹp này, từng cái đường mép này. Cánh cửa nó phải đều thẳng tăm tắp như kẻ chỉ như này. Hai là cái đường form các bác nhìn cho em này. Đấy, anh chị nhìn nghiêng nha, chúng ta có thể thấy nó phẳng phiu, đúng không ạ? Nó không có vết gò nắn. Đấy, đó là cái để mà chúng ta xác định chiếc xe bị đâm đụng va chạm hay chưa. Chiếc xe này thì nó vẫn mang trang bị là hai phanh đĩa trước và hai phanh tay chống phía sau. Được chưa ạ? Tiếp tục thì các bác có thể là cùng em đi về cái phần đuôi phía sau.
Thì thực sự là ở thế hệ mới này thì các bác thấy là chiếc Fortuner có thiết kế phần đuôi thực sự đẹp, rất tinh tế. Cái đèn hậu của nó thì các anh chị nhìn này, với những giải đèn LED và họ thiết kế mảnh mai bao trọn phần đuôi phía sau của chiếc Fortuner. Đây ạ, các bác nhìn này. Đấy, rất đẹp luôn nhá. Đấy, với những tia LED. Các bác nhìn rất là tinh tế và xung quanh viền đèn các anh chị nhìn cho em này. Không khe hở luôn nhá, đường mép này. Thẳng tắp như kẻ chỉ. Đúng không ạ? Đấy, phía sau chúng ta sẽ có là cảm biến cảnh báo va chạm nữa. Đấy, gạt mưa kính phía sau này. Đây và anh chị có thể ngắm trọn cho em phần đuôi của chiếc xe này. Phải nói là không chê được, đúng không ạ? Không chê được các chị nhá. Và cái chi tiết các bác nhìn cho em này. Cái đèn này các bác nhìn không một vết xước. Đúng không ạ? Chủ cũ người ta đi rất là giữ gìn cẩn thận. Đó. Đây chị nhìn cái đường mép này. Đấy, nó phải thẳng và đều tăm tắp như này nhá. Và em có thể mở luôn cho các bác cái cốp để các anh chị chúng ta có thể thấy cái độ rộng rãi này. Đây. Thực sự thì Fortuner vẫn luôn là một cái mẫu xe rất thực dụng và các bác có thể thấy là khi mà chúng ta mở cái cốp ra thì chúng ta sẽ có một cái không gian tha hồ rộng rãi để các anh chúng ta có thể chở đồ, chở hàng. Đấy, đúng không ạ? Còn trong trường hợp chúng ta sử dụng đến hàng ghế thứ 3 thì các bác có thể hạ nó xuống. Đấy, thì chúng ta sẽ có đủ chỗ để các anh chúng ta đi được 7 người. Rất ok. Và đây thì độ zin thì các anh chị nhìn cho em này. Đấy, từng cái vệt đính tán này. Và tất cả từng lốc nhá, xe bao zin nguyên bản toàn tập cho bác. Đây các anh chị nhìn cho em này. Đấy, chúng ta kiểm tra hai bên. Đấy, để chúng ta có thể thấy được chất lượng của nó. Phía sau này thì các bác có thể thấy là cũng có cửa gió điều hòa nhá. Đấy, nó thổi từ trên trần xuống. Đó, rất là ok đúng không ạ? Các chi tiết các bác có thể thấy là theo thời gian nhưng mà phải nói là nó vẫn còn rất là đẹp các bạn. Và rất là đẹp. Đây. Tổng thể về sơn xi bên ngoài thì riêng chiếc xe này là các bác về không phải làm gì. Kể cả lốp láp các bác thấy là em quay cái chúng ta gai lốp còn rất là dày đúng không ạ? Chúng ta về chỉ việc đổ dầu để chạy thôi. Vậy thì đó mới là cái phần ngoại thất của chiếc Fortuner. Và bây giờ thì em sẽ quay cho các chúng ta tham khảo cái phần nội thất bên trong để các chúng ta có thể đánh giá được cái tình trạng chi tiết của chiếc xe sau quá trình gia dụng. Vâng, không chỉ có cái phần ngoại thất mà nội thất bên trong của chiếc Fortuner bước sang thế hệ mới này nó cũng thay đổi toàn diện. Và các bác có thể thấy là những sản phẩm của Toyota bây giờ thì nhìn nó trẻ trung, nó năng động, nó hiện đại. Nó không hề kém cạnh so với các cái đối thủ đến từ các thương hiệu của Hàn đúng không ạ? Đầu tiên thì các bác chúng ta có thể thấy là xe được trang bị với nội thất ghế da bò bột nâu nhá. Đấy, các anh chị nhìn cho em này. Chất lượng ghế da của nó theo thời gian nhưng mà phải nói là còn rất là tuyệt vời này. Đấy, cái hai nữa là vô lăng. Thì các bác có thể thấy là thiết kế vô lăng mới khá là đẹp mắt. Và trên này chúng ta sẽ có nghe thoại rảnh tay điều khiển giọng nói này. Đấy, ok chưa ạ? Trên khu vực này thì chúng ta thấy họ sử dụng các chi tiết nhựa kết hợp với da, may chỉ, tạo điểm nhấn nhá. Đó, ở đây chúng ta có khay để cốc này. Đó, có khay để cốc ấn vào, được chưa ạ? Ở đây chúng ta có cảm biến cảnh báo va chạm này. Đấy, xe là bảo dưỡng rất là định kỳ này, các bác thấy này. Đấy, con này thì các anh chúng ta mua về nó yên tâm. Đấy, và khi mà chúng ta ngồi lên ở vị trí lái thì các bác có thể thấy là tầm quan sát phía trước rất là tốt, đúng không ạ? Đó, và đây nổ máy thử cho các anh chị nghe nhá. Máy nổ rất êm luôn, dù máy dầu mà các bác có thể thấy là máy nổ nó quá êm ái các anh chị ạ. Đấy, và con này thì lăn bánh của nó là rơi vào khoảng độ đây ạ, 8.6 zin. Đấy, các bác nhìn giúp em nhé. Ở đây chủ nhân cũ đã nâng cấp lên chúng ta với một cái màn hình Android và tích hợp cam lùi Full HD rồi. Đồng hồ hiển thị giờ này. Nhưng các bác nhìn giúp em chi tiết này ra này. Nó còn rất là mới, hệ thống điều hòa nhá, chỉnh cơ. Đó, đúng là Toyota thì vẫn luôn nổi tiếng về độ bền đúng không ạ? Đấy, và đây chúng ta có hộp số sàn là 6 cấp rồi. Đó. Các bác này, số sàn là 6 cấp nhá, đi nó mượt mà lại còn tiết kiệm nhiên liệu, bọc da này. Ở đây chúng ta có chế độ Eco Mode này, phanh cơ. Đó, và các chi tiết các anh chị có thể nhìn cho em này. Đấy, các chi tiết của nó, tablo, tapi của nó này. Còn rất mới luôn. Vâng, rất mới luôn các bạn. Phải nói là chiếc xe này thực sự là được chủ giữ rất là giữ cẩn thận các anh chị này. Và các bác nhìn cho em các chi tiết trên trần nhá. Nó cũng rất là sạch đẹp. Đấy, ghế này, ghế phụ này. Căng đét luôn. Đó, như này thì các bác còn có điểm gì để chê không? Và các chi tiết bản lề cửa thì đây. Em quay để các anh chị chúng ta có thể đánh giá được cái tình trạng chất lượng của xe nhé. Bao zin nguyên bản. Đấy, khu vực bản tắp pin cửa thì đây các bác có thể thấy là cũng được kết hợp với các chi tiết bọc da, may chỉ, tay nắm cửa mạ chrome này. Đó, xe được trang bị chúng ta với một kính auto nhá, gương chỉnh điện, được chưa ạ? Và con này thì đây các bác nhìn về mà từng lốc bản lề này, từ cái bóc khóa này, tem mác này. Đấy, con này là nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo nhá. Đấy, tem mác đầy đủ lại năm sản xuất 2017 này. Như này các anh chị đã thấy ok chưa? Đấy, và tiếp tục thì chúng ta có thể đi về với cái hàng ghế thứ hai. Thì các bác có thể thấy đương nhiên rồi, với chiếc xe Fortuner này thì nó mang đến chúng ta với không gian hàng ghế sau tha hồ rộng để các bác ngồi ít nhất là 3 người lớn, đúng không ạ? Khoảng để chân giữa hai hàng ghế cũng khá ok. Đấy, và các chi tiết thì các bác có thể thấy cho em này, tapi cửa đây. Đấy, rất là sạch đẹp nhá. Đấy, keo chỉ này, không mất 1 cm nào luôn. Ok chưa ạ? Đấy, ghế da này các bác thấy là còn rất là tuyệt vời này.
Đó, phần trần đây. À, trên này chúng ta đèn trần nhé, có cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ hai nhé. Đó, phải nói là còn nội thất bên trong xe này thực sự xuất sắc các bạn, thực sự xuất sắc. Đấy, 27 và mà các anh chị chúng ta có thể thấy là nó còn giữ được cái độ đẹp như này. À, và tiếp tục thì các bác có thể đi sang bên này để các anh chị chúng ta kiểm tra giúp em nhé. À, chi tiết luôn. Đó, nói chung là không chê vào đâu được các bạn, và không chê vào đâu được các anh chị nhé. À, xe đẹp xuất sắc, bao di nguyên bản, check test chính hãng thoải mái luôn, để các anh chị chúng ta hoàn toàn có thể là yên tâm. Đó, rất là ok luôn các bạn. Đây. Đây, quá đẹp các anh chị này. Đấy, các anh chị nhìn cho em từ ô tôn của nó rất là vuông vức này. Đấy, đúng bạn, những vệt đính tán này. Đấy, trên này chúng ta có cả loa chép này. Đó, các anh chị biết bản lề nhá. Nói chung là không chê được đúng không ạ? Và không chê đâu được. Đấy, từ cái móc khóa, từ lốc bản lề, nguyên zin nguyên bản hết. Nội thất rất đẹp luôn. Vâng, vậy thì tiếp tục để giúp anh chị ta thể đánh giá tình trạng chiếc xe thì em sẽ quay bác khoang động cơ trước khi chúng ta kiểm tra phần gầm của xe này. Vâng, vậy thì bây giờ xin mời anh chị ta có thể cùng em tiếp tục kiểm tra với khối động cơ máy dầu 2.4 của chiếc Toyota Fortuner 2017 nhá. Các bác thấy là da máy rất là tươi này. Và con này thì bao zin các bác từ rong dần cò luôn, được chưa ạ? Đấy, các anh chị có thể đem đi check test thoải mái này, ốc cabo này. Không một tí vết. Đã, hay là các anh chị chúng ta nhìn cho em những đường mép đèn này. Đấy, quá ok luôn nhá. Phần đầu răng này. Xe nó đẹp, các bác nhìn cho em tất cả vạch sơn nó còn nguyên bản như này. Đấy, như này thì các bác đã cảm thấy yên tâm về chất lượng chưa? Đây ạ. Máy này, các bác nhìn cho em từ con ốc này. Vẫn còn ánh bảy màu luôn. Đấy, và cabo cũng vậy nhá. Không một tí vết kẻ nỉ cách âm này. Và các bác nhìn cho em những lỗ tròn ở phần đầu mép cabo này. Đấy, nó tròn đều. Đúng không ạ? Không có việc xô lệch, điều đó chứng tỏ xe nó không bị đâm đụng, không bị va chạm. Vâng, vậy thì trên đây là chất lượng chi tiết của chiếc Toyota Fortuner phiên bản số sàn máy dầu 2017 đang có mặt tại xe Đam Mê. Và mức giá hiện tại showroom bên em đang chào bán cho chiếc xe này với con số chỉ có 685 triệu. Có thương lượng cho anh chị nào quan tâm thiện chí thì xin mời trực tiếp nhấc máy liên hệ cho hotline bên em gặp Bóc Phúc là 0935 323 333 hoặc 0969 28 999. Hoặc anh chị ta có thể ghé qua địa chỉ xe Đam Mê này ở 175 đường Gia Định, thành phố Hải Dương để xem xe, lái thử cũng là cảm nhận chất lượng chiếc xe này. Một lần nữa thì rất là cảm ơn các anh chị đã cùng dành chút thời gian theo dõi buổi giới thiệu xe ngày hôm nay. Và anh chị nào thực sự thiện chí quan tâm thì chúng ta hãy cùng nán lại để kiểm tra phần gầm để có thể đánh giá toàn diện chất lượng chiếc xe này ra sao. Rồi, quay thêm cho các bác cái gầm nhé. Thì đầu tiên chúng ta đi vào cái đầu cản nhựa này, nó rất dễ bị va chạm này. Thì đây, zin hết này, zin nhé. Đấy, đây này. Đấy, tôn này chuẩn nhá, không có va chạm gì đâu. Đấy, càng A này. Đấy, vừa rửa con lưng lái cho sạch các bác ạ. Đây này. Đấy, khá là mới đấy. Đấy, khá là mới nhá. Đây, những cái ràng đầu này chuẩn nhá. Đấy, không sợ va chạm nhá. Đây này, sassi tận trong này nó hơi kín. Đấy, màu chuẩn các bác nhá. Gầm con này phải nói là đẹp luôn. Đấy, đẹp luôn nhá. Đấy, gầm này các bác nhìn cho em này, quá đẹp đúng không ạ? Đấy, quá đẹp. Số má này, zin đét đèn đẹt này, từ con ốc này, bảy màu luôn này, ốc số này. Đấy. Zin hết các bác nhé. Đấy. Đây này. Ô tôn này xanh nẹt hết nhá, không có han mục mọt, không có vùng nước muối gì đâu. Đấy, sassi này. Rất to, nó khỏe. Đấy, bô này, khoảng sáng là cầu sau này, cái con ốc cầu còn zin này. Đấy. Đấy, vừa sửa con lưng não các bác lại bỏ em sơn si. Thì nước nó còn giỏ như này thì ai sơn được đúng không ạ? Từ con ốc này. Đấy, lốp dự phòng này còn rất mới này. Những cái ô tôn cạnh này. Đấy, đầu sắt xi này, ô tôn này. Đầu sắt xi đây này. Đấy. Đấy, quay như này để các bác thấy rằng nó không bị va chạm gì nhá. Đấy, không mối mọt gì cả. Đây nhá. Đấy, chuẩn men, cầu sau, cầu đẩy thì nó khỏe các bác ạ, lực đẩy nó khỏe, tem này. Tem cầu còn hết này. Đó. Quay nhanh cho các bác thôi. Đây, cái bảo vệ bình xăng cũng phẳng lừ luôn. Đấy, thank you các bác. Đó, xe chất lượng ạ. Và nó là chất luôn.